Vâng, em xin chào quý vị. Ngày hôm nay thì ở đây em tiếp tục lên cho các anh một số các cái dòng tép rời, loa trung rời để phục vụ cho các anh về là độ loa, chế loa cũng như là để thay thế cho các cái cặp loa của chúng ta chẳng may nó bị cháy hỏng ở tại nhà. Đấy, thì ở đây em lên ở đây là ba cặp loa, một trung và hai đôi tép. Một đôi trung mảng giấy và hai đôi tép tròn, hai đôi tép đòm nhá. Thì ở ngoài cùng bên trên đây thì nó là một đôi loa trung. Đấy. Loa trung đến từ thương hiệu Daiton. Đấy. Thì đôi loa trung này quý vị có thể thấy là nó còn rất là đẹp, sexy, bảy màu còn rất là ok. Đấy. So với hàng bãi thì quý vị nhìn được con này rất là ok rồi quý vị ạ. Sexy bảy màu còn rất là ok này. Đấy. Toàn bộ màng loa, nón loa, sửa gân loa đều còn được bảo quản rất tốt. Và những cái con này thì em cũng nói luôn rằng là những cái con này em đã đưa lên đây là em test nó đã chạy rồi nhá. Và những con này thì em cũng chả phải sửa chữa gì. Đấy, chả sửa gì cả. Đấy. Và nó chạy rồi thì em mang lên thôi, còn những con nào hỏng em vứt đi thôi. Thế tại sao em lại nói như vậy? Là bởi vì như này, những cái dòng loa này thì em bán ở đây như những cái con chung này em bán khoảng hơn 900 một tí xíu thôi, là 950 một đôi loa chung Daiton này. Đấy, mà bây giờ em ví dụ nó bị hỏng không lên tiếng chẳng hạn, mang đi sửa, mang đi cuốn lại loa thì mỗi lần mang đi sửa ít nhất nó phải hết khoảng 300 nghìn. Đấy, chưa kể tiền xô đi lại. Đấy thì với một con như này nếu cả tính cả chi phí xe ôm đi lại và ít nhất thì đưa lên đưa về thì người ta cũng phải tính khoảng 150 cả đi cả về. Đấy, chứ nó thành 450 rồi quý vị xem thử cho em. Là với một đôi chung này em bán có 950.000. Mà em đi sửa hết một con chung hết khoảng 450 chẳng hạn. Em đồng ví dụ như thế. Thế thì đã hết một nửa cái tiền của đôi loa chung này rồi. Thế thì em bán 950. Thì em bán làm sao được? Em nói thật lỗ chổng vó luôn. Thà rằng nào nó hỏng em vứt đi còn hơn. Đấy. Nên ở đây em cũng xin nói luôn, em nói để em nhấn mạnh rằng những cái dòng loa này là em chưa hề sửa chữa gì. Nó có sai em bán vậy nhá. Đấy, và nó về nó lên thì em mới bán. Đấy, thì đây là đôi chung Daiton. Có mã là con BM1021CMA. Đấy. Với trở kháng là 8 ôm và con này thì được sản xuất tại Japan luôn quý thầy em ạ. Sản xuất ở Nhật Bản luôn nhá, của công ty Mitsubishi Electric. Đó. Đấy. Dòng khung sắt xi 7 màu từ rất là lớn này. Dòng từ lớn như vậy nhá, trung từ lớn này. Đường kính từ cũng nhìn này 8 cm luôn nhá, rất là khủng. Đấy. Và bây giờ em sẽ đo cho quý vị ở đây là cái đường viền của cái loa trung để chúng ta làm về chúng ta ghép sao cho hợp lý nhá, xem là chúng ta có hợp với cả cái loa ở nhà chúng ta hay không, hợp cái thùng chúng ta ở nhà hay không, chúng ta có thể lắp vào nó. Đấy, hoặc là khoét thêm, hoặc là nếu như cảm thấy là nó đặt vừa vào cái lỗ đấy chúng ta mang về dùng nhé. Thì con này có cái đường viền bên ngoài là 11 cm, đường chéo của cái này của nó chung này là 12,5 cm. Đấy. Lỗ chéo hai bên là 11,5, lỗ nằm ngang ở đây đấy, là 8,5 cm. Đấy, khoảng 8,5 cm đấy nhá. Loa màng giấy. Đấy. Màng giấy. Cân vải xếp. Quý nhìn ạ, cân vải xếp. Đấy nhá. Thì đôi này là có mã là Daiton 1021 CMA. Đấy, em thì em nói thật là em cũng không thể nhớ nổi cái mã này đâu, em chỉ đọc cho quý vị để quý vị đọc cho nó dễ thôi, để em tìm mã cho nó dễ thôi. Ví dụ như quý vị là lấy con nào thì chúng ta chụp lại ảnh lại cho em như này này. Đấy thì là khi mà chụp ảnh lại như thế này gửi Zalo cho em chỉ cần nhìn vào cái hình ảnh này. Thì em có thể tưởng tượng, hôm trước tôi mới quay con này, nó ở đâu em tìm nó còn hay không, hoặc là đã bán hay chưa thì em sẽ báo lại cho quý vị nhé. Đấy thì con BMA1021CMA này thì đây quý vị xem này, là hàng của Daiton và tiếng của dòng này thì trung âm rất là sáng và rõ. Đấy thì với những con Daiton BM1021CMA như này thì giá của nó hiện tại đang là 950.000. Đấy thì anh nào mua
vui lòng liên hệ cho bên em theo số điện thoại là 0966 594 581 hoặc là 097 989 1682 để đặt hàng nhé. Thế tiếp theo ở đây là một đôi loa của Onkyo. Đấy. Dòng này cũng rất là khủng của Onkyo đấy quý vị. Onkyo thì luôn luôn là những cái dòng tép đom rất là khủng. Nó làm cái tép của nó, quý vị nhìn nó rất là khác biệt so với cả các cái dòng tép thông thường khác. Các dòng tép đom thông thường khác thì chúng ta nhìn thấy là cái từ của nó khá là bé, đúng không ạ? Từ nó khá bé và thường là từ đơn. Nhưng còn dòng này thì nó là từ kép. Đấy, quý vị thấy không? Từ kép. Đấy. Và đường kính từ cũng rất là lớn. Đấy, quý vị nhìn thử cho em này. Cái nón tép đây đúng không? Mà cái từ của tép này. Kinh khủng chưa? Rất khủng khiếp nhá. Đấy, vâng, bên ngoài nó có một cái đường viền ốp bên ngoài cũng rất là đẹp như này. Thì cái viền ốp này của nó là dạng viền ốp tròn được khoét một cái đường vành khăn ở đây, nhìn rất là đẹp, rất là phá cách. Đấy, với cái chiều đường kính của nó là 10,5 cm cái viền này. Và nếu như đo ở cái đường dọc này thì đến cái điểm trung tâm nó võng vào giữa đây thì nó sẽ là 9,5 cm. Đấy, và nếu như đo ở đây tới đây, cái này chắc không thể đo đâu, đúng không ạ? Cái này thì về quỹ tư căn thôi. Đấy, đấy nhá, đường kính của cái từ này cũng rất là khủng khiếp. Với cái từ này là đi 6 cm nhé, rất là khủng đúng không ạ? 6 cm. Thì con này là con Onkyo, mã của nó là TVK3158B. Anh nào mua con này chụp ảnh lại cho em đi nhá, chụp ảnh lại và gửi Zalo cho em nhá. TVK3158B. Và con này thì các anh cũng xin nhớ giá luôn cho em này. Đôi này, này hàng đẹp xuất sắc như thế này. Đấy, dòng từ kép như thế này thì giá của cái đôi này là đi 790.000 nhá, 790.000. Quý vị nào mua vui lòng liên hệ 0966 594 581 cho em nhá. Mà thôi con này như này đi. Con này ở đây em sẽ giảm thêm cho quý vị một tí xíu nữa. Với đôi chép đom này em sẽ bán cho quý vị với giá là đi 620.000. Quý vị nào ai có nhu cầu mua hãy liên hệ cho bên em theo số điện thoại em vừa đọc 0966 594 581 nhé. Dòng chép đom này thì nó rất nổi tiếng ở cái giải chép, cái giải âm cao nó rất là mịn và tơi. Đấy, rất tuyệt vời quý vị nhá. Nhiều khách hàng nhà em là về còn không thèm đấu vào thùng luôn, để như thế này, làm thêm quả chân sắt bắt ốc vào, sau đó là đấu vào loa phát là chạy luôn. Đấy, thêm cái tụ cái tiết của bên ngoài nữa như một cái tép rời bên ngoài được luôn, rất là tuyệt vời. Đấy, và ở cuối cùng đôi thứ ba ở đây là một đôi chép đom đến từ thương hiệu Yamaha. Đấy, quý vị về xem đây, con này thì viền của nó là viền bằng 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 nhôm phay. Đấy, rất là đẹp. Viền này viền gang chứ, viền gang quý vị, viền gang, viền bằng gang. Đấy, mời quý vị nhìn này, hàng rất đẹp, chép đom. Đấy, chép đom nhưng mà gân chép quý vị nhìn là dạng gân xoáy sóng. Đấy, rất là tuyệt vời như này. Đấy, tuyệt vời chưa? Ui rồi, từ này, từ rất to đấy, và dày, rất dày. Quý vị thấy nó dày hơn hẳn so với cả hai con chung và tép vừa rồi không ạ? Dày hơn rất nhiều. Đấy. Nó làm những cái từ dày như thế này thì tiếng chép của nó rất là nảy và sáng như quý vị nhé, khỏe. Yamaha này thì có cái mã ở đây là GA0509, vậy thế rồi đúng không? GA0509 8 ôm. Đó. Đó, quý nhìn không? Từ rất đẹp. Còn rất là đẹp nhé, được bảo quản rất tốt. Đấy. Này. Thì những cái dòng từ những cái dòng Yamaha xương gang như này, đấy, quý vị biết rồi, giá trị của nó cực kỳ cao. Đấy. Vì chất âm của nó hay. Đó. Và rất là hiếm nên rất là đáng để quý vị về là độ loa và sưu tầm. Đấy. Đấy. Thấy không? Tuyệt vời luôn nhé. Bọn này thì là
nó sử dụng luôn là cái dâu dây nó đấu trực tiếp vào luôn, nó không cần kẹp. Đấy. Mà người ta sẽ hàn dây vào đây, hàn dây vào đây. Các bạn nhìn đây là cái vết dây cũ của nó này, và cái vết này hàn này, các bạn nhìn nào. Người ta sẽ hàn trực tiếp dây vào đây luôn và đưa thẳng cái tín hiệu vào trong loa luôn. Đó. Thì con Yamaha GA0509 này nhá, giá của nó em cũng xin nói luôn là những cái dòng này nó không rẻ đâu. Đấy, những con này kể cả từ tiếp của nó cầm nó phải nặng gấp đôi những cái dòng chung với cái tép kia. Quý vị nào ở đây thì cầm một phát là chắc chắn em khẳng định là thích ngay, bởi vì loa nó rất là nặng và đầm tay. Thì với đôi loa Yamaha 0509 này, em xin báo giá của nó là đi 1 triệu 800. Thôi để quý vị con này là 1 triệu 500. Để quý vị nào ai có nhu cầu mua thì vui lòng liên hệ cho bên em ngay theo số điện thoại là 0966 594 581 hoặc là 0979 1682 để đặt hàng nhé. Và con này kích thước của cái loa chép như sau này. Đường viền bên ngoài của loa là 10,5 cm nếu đo theo cái đường đường ngang. Nếu đo theo đường chéo của nó có đường chéo là đi 12 cm. Đấy. Hơi vắt góc như này. Hơi vắt góc như này. Được chưa? 12 cm nhé. Đấy. Từ cũng rất là lớn. Với đường kính từ con này nhìn chắc là đi 8 cm nha. Và độ dày của từ quý vị thấy không? Hơn 3 cm, gần 3 cm luôn. Đó. Kinh khủng nhá. Rất dày. Đấy. GA0509 của Yamaha giá 1 triệu 500. Onkyo con này là 3158B à? Em nói thật em quên quên mất cái mã của nó rồi. Nhưng nhìn chung là đôi Onkyo này em sẽ bán với giá là 620.000. Đấy, quý vị nào mua hãy liên hệ nhé. Và đôi chung kia là 950. Đó, thì em xin kết thúc cái video ở đây. Và xin được gặp lại quý vị ở trong những cái video theo của bên em. Giá nếu như quý vị nào chưa kịp theo dõi thì hãy xem ở dưới phần mô tả em sẽ để giá gì đó. Các em xin chào các anh. Vâng.